Đường kia ta sẽ bước
ơi, chắc có lẽ lúc nãy thì quý vị cũng đã cảm nhận được cả một trời hạnh phúc với giọng hát của cả một thời thanh xuân rồi đúng không ạ? Đối với Hoàng Oanh thì luôn luôn yêu mến chị Thanh Ngọc rất là nhiều. Và chắc hẳn là ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ dành ít phút để có thể trò chuyện sâu hơn về sự nghiệp và cuộc sống của người phụ nữ mà rất là nhiều người trong chúng ta yêu cả một thời tuổi thơ cho tới tận bây giờ. Chị Thanh Ngọc. Em yêu của chị. Em chào chị. Chào tất cả quý vị khán giả của Hòa Âm Cảm Xúc. Và có chị Thanh Ngọc bên cạnh Hoàng Oanh đây, chúng tôi cũng xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương và theo dõi chương trình Hòa Âm Cảm Xúc, nơi cảm xúc được hòa quyện cùng với âm nhạc. Và bây giờ sẽ là phần Một Phút Thật Nhiều Chúc đến từ ca sĩ Thanh Ngọc. Chị hãy dành một từ để bày tỏ về con đường âm nhạc của mình. Câu đầu tiên thôi là đã khó rồi. Êm đềm. Một từ để bày tỏ về cuộc sống hiện tại của mình. Êm đềm. Ủa, khác đi chị. Điều gì mà chị tự hào nhất về bản thân? Luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Điều gì mà chị yêu thích nhất ở trong giọng hát của mình? Cảm xúc. Ba cột mốc hạnh phúc trong sự nghiệp hoặc trong cuộc sống. Cùng tham gia nhóm Mắt Ngọc, đạt giải nhì cuộc thi hát truyền hình. Giây phút mà chị và ông xã có được em bé. Một điều mà từ trước giờ chị chưa có bao giờ làm trong sự nghiệp của mình. Làm live show. Hay quá mọi người ơi. Có vẻ đây sẽ là một tín hiệu nào đó. Thì đó là tất cả những câu hỏi nhanh của chúng ta. Và cảm ơn chị Thanh Ngọc đã hoàn thành xuất sắc phần này. Chị có muốn diễn tả thêm về cái từ mà hồi nãy mình mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra, nhưng cuối cùng là mình lại nhắc về nó hai lần. Đó là từ êm đềm. Về sự nghiệp á, nó êm đềm là cũng từ Nhà Thiếu Nhi rồi tới Mắt Ngọc, rồi lúc mà hát solo chị cũng giành được những cái giải thưởng nhất định, xong là mọi người bắt đầu đón nhận chị luôn. Xong rồi mình cứ thế mà mình hoạt động là mọi người cứ đón nhận mình tiếp trong vai trò diễn viên rồi vai trò MC, khi mà mình cũng không có phải là trải qua những cái chông gai quá nhiều hoặc là những cái thử thách quá nhiều. Như em cũng biết là khi mà có gia đình rồi thì cái việc mà khó khăn của anh chị khi mà có em bé đó nó cũng chiếm rất là nhiều năm. Và thì lúc đó thì mình cũng đã phân tâm về gia đình có nhiều hơn. Cái sự nghiệp của một người nghệ sĩ á, đôi khi nó chỉ nở rộ trong những cái năm thanh xuân, nhưng mà mình lại bỏ qua cái giai đoạn đó thì nó cũng khó mà tạo được một cái dấu ấn hoặc là một cái bứt phá gì đó cho sự nghiệp của mình. Bây giờ cho làm lại một lần nữa để mà suy nghĩ về một cái định hướng trong sự nghiệp của mình, thì chị Ngọc có bao giờ nghĩ là mình sẽ phá cách hơn không? Có thể là do những cái sản phẩm của mình nó chưa có đến được rộng rãi người xem, cho nên người ta khó có thể tiếp cận được những cái điều đó ở mình. Và khi mà mình biểu diễn trên sân khấu thì mình lại khác, và những cái sản phẩm âm nhạc của mình nó cũng lại khác. Có thể là cái định hướng của mình nó chưa có rõ ràng, cho nên là mọi người không thể hình dung được là một Thanh Ngọc như thế nào. Thật ra thì em thấy cũng đang dần đến với khán giả. Như là bản Hit Vào Đời của chị, mọi người rất là thích chị như vậy, thì sao mình không tiếp tục mình làm tiếp những cái dạng như thế? Chắc có lẽ là như chị nói với anh á, là chị là một con người đặt cái tình cảm của mình cũng như là những cái ý muốn của riêng bản thân mình lên nhiều quá. Mình không có suy nghĩ là mình phải làm cái đó để cho mọi người thích hay là để vừa lòng mọi người hay là như thế nào cả. Nhưng mà trước tiên mình phải cảm thấy thích cái đã. Chị mới vừa tham gia một cái chương trình mà cái bài Vào Đời lại được mọi người yêu mến nhiều như vậy trở lại, thì đó cũng là vừa thể hiện vũ đạo lâu quá rồi mình không nhảy, mình nhảy lại mình cũng thấy nó rất là vui. Cái chất giọng của mình nó cũng đã khác với lại hồi lúc còn trong nhóm Mắt Ngọc, nó cũng dày hơn, nó trưởng thành hơn, thì khi thể hiện cái bài hát mình cũng có thể phô giọng ra được. Nhưng mà cái sở thích của mình nó vẫn không phải là vậy. Nó vẫn không phải là sở thích của chị. Vậy là em cũng là một khán giả có cách nhìn chưa đúng lắm. Đúng rồi. Có nghĩa là em cứ tưởng là chị rất là thích luôn á, nên chị mới diễn được tới mức như vậy. Mình đọc những cái tình cảm của mọi người thì đôi khi có những cái ý kiến mà gọi là của tất cả quý vị là khen Thanh Ngọc này, Thanh Ngọc kia đẹp, hay, bài này hay quá này kia. Mình cảm ơn. Nhưng mà đôi khi là mình thấy là cái mà mọi người đang khen á không phải là cái mình thích đó, mặc dù đó là cái sản phẩm của mình. Hôm nay là lần đầu tiên em mới nghe chị nói điều này, mà có lẽ khán giả cũng chưa bao giờ nghe ở một chương trình nào khác đâu ạ. Và đây thật sự là không phải là vấn đề của riêng chị Ngọc đâu. Em nghĩ đây là một thách thức đối với rất 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 là nhiều nghệ sĩ, là mình phải đi theo cái mình thích hay mình làm theo cái khán giả thích. Một người nghệ sĩ mà muốn đạt được cái sự thành công rất là lớn á, cũng phải giữ được cái tôi của mình, nhưng mà vẫn phải đè nén cái tôi đó xuống.
Nó rất là khó nha. Cho nên Ngọc nghĩ là những cái khán giả mà đã yêu thương mình một cái khoảng thời gian rất rất dài á, thì thật sự là họ ta gọi là một cái duyên á, để mà hiểu được cái tâm hồn của bản thân mình thông qua âm nhạc và thông qua những cái gì mà họ thực sự quan tâm khi mà họ tìm hiểu những cái thông tin về mình á, thì họ yêu là họ yêu mình, chứ không phải là họ yêu những cái bài hát của mình đâu. Chị đã theo âm nhạc được bao lâu rồi? Từ năm 1997-98 gì đó. Khoảng 27 năm đi chị. Là coi như sắp kỷ niệm 30 năm được rồi. Thì chị nghĩ sao về live show sắp tới mà chị mong ước được? Trời ơi, bây giờ nói chị em, chị nghĩ cái điều đó nó cũng khá xa vời á. Tại vì là để làm được live show không phải đơn giản. Em thấy là nãy giờ chị chia sẻ là chị hát được rất là nhiều thể loại dòng nhạc. Nên là cái live show đó Ngọc muốn thể hiện hết tất cả con người của Ngọc luôn. Hát pop, hát nhạc truyền thống, cách mạng quê hương đất nước, hát nhạc thiếu nhi, hát nhóm Mắt Ngọc. Đương nhiên là chắc chắn là sẽ có rồi. Cái đó là một khoảng thanh xuân không thể nào quên của Ngọc rồi. Rồi pop ballad, rồi nhạc dance, rồi múa. Rồi... Ủa vậy là show tập kỹ, live là... show đúng chị, không chị? Bởi vậy chị mới nói với em là chị muốn gom hết tất cả những gì mà mình có thể thể hiện, chứ không phải đơn thuần chỉ là một gói gọn trong chẳng hạn như pop ballad thôi. Rõ ràng thì cũng giống như là em thấy ở chị Ngọc, em luôn cảm thấy chị một người rất là đa tài. Chị cũng tự thấy vậy đúng không? Thấy. Hay quá chị. Trời ơi, quá chân thật. Em thích cái sự chân thật này, thẳng thắn này. Mặc dù là mình đa tài như thế, điều gì mình cũng làm được. Lúc mình thích cái này, lúc mình thích cái kia, và mình đều thể hiện được hết. Thì chị có nghĩ là vừa là một cái ưu điểm mà cũng vừa là một cái giới hạn nào đó khi mà mình chưa chọn được một cái màu sắc để khán giả ấn tượng nhất về chứ mình? Còn gì nữa em, quá rõ ràng rồi. Có nghĩa là chị cảm thấy là mình cái gì mình cũng thể hiện được. Nhưng mà cái gì mình giỏi nhất? Người ta thể hiện được ít thôi, một hai cái thôi, nhưng người ta làm rất tốt, người ta làm giỏi nhất. Thí dụ em thấy để xây dựng một cái hình tượng người ca sĩ cũng mất ít nhất là khoảng 5 năm chẳng hạn. Thì mình chọn một cái mình thích nhất lúc này 5 năm đi. Cái đó là điểm yếu của chị. Muốn đổi thì mình 5 năm sau. Tại vì chị không có kiên trì. Không có kiên trì có nghĩa là thí dụ như vô cái hình ảnh đó, nhưng mà một khoảng thời gian mình cảm thấy chán. Chỉ còn 5 tháng nữa chị chán rồi. Một là chị chán, hai là chị nói có thành công không trời. Giống như nãy chị có nói về sợ những cái thất bại. Chị có thực sự là sợ những cái thất bại không? Như chị nói, hay là đơn giản chị chỉ là một người cũng không quan tâm đến chuyện là có thành công hay không trong sự nghiệp ở một cái mức độ nào đó, mà tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của tôi, vậy là đủ rồi. Đó. Thì mình là một cái tiếp người như thế nào? Ý chị là sợ thất bại đây là kiểu giống như mình làm cái bài đó đi mà không có được đón nhận rộng rãi hay là gì. Nhưng mà thật sự ra là chị nghĩ là nó không có quan trọng á. Mình làm cho bản thân mình, cho cái sự nghiệp của mình. Khi mà mình nhìn lại mình cái khoảng thời gian đó mình đã có trong tay những cái tài sản gì. Và khán giả từ từ họ cũng sẽ tiếp cận được. Chứ không phải là ngay thời điểm đó mà tất cả mọi người phải xem, phải nghe, phải viral, phải như là chị không có đặt áp lực nó lên mình. Mình là có cái khả năng của riêng bản thân mình. Nhưng để thành công được á, nó còn rất là nhiều yếu tố khác xung quanh nữa. Và mình biết là để mà viral được á, là một cái điều mà gọi là giống như cái chương trình mà chị tham gia, cái bài Vào Đời mà nó viral lại, thì cái đó là nó nằm ngoài dự kiến, nằm ngoài dự kiến, nằm ngoài sự tưởng tượng của chị đó. Nhưng mà em nói thiệt là nãy chị cũng có nói là các bạn trẻ bây giờ rất là nhanh, xu hướng thay đổi liên tục. Thì chị có bao giờ có cái sự áp lực là phải cập nhật theo các bạn hay không? Hay là chị rất là bình tĩnh với cái con đường của mình? Đúng rồi, em nói chữ bình tĩnh là đúng hơn á. Vì sao? Là chị không quan tâm nhiều luôn á. Có nghĩa là Ngọc xin lỗi tất cả quý vị, là bởi vì quý vị cũng chắc chắn là sẽ mong muốn cái người nghệ sĩ của mình lúc nào cũng sẽ phải thay đổi, cập nhật những cái gì mới nhất để thay đổi bản thân mình theo cái thời cuộc, theo cái dòng chảy. Và những cái sản phẩm của mình nó cũng mang một những cái nét mới lạ đó. Em nghĩ là chúng ta sẽ kết nối với những người cùng tần số với mình. Đúng rồi, Ngọc theo nghĩ ngôn là ngữ hiện tại bây giờ. Ngọc nghĩ là mình sẽ có một cái lượng khán giả, lượng khán giả của riêng chị, của bản thân Ngọc, và cảm nhận được cái tính cách con người của Ngọc thông qua âm nhạc. Em cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Ít nhất là tới thời điểm hiện tại thì em nghĩ đây có lẽ là một trong những chương trình mà chị nói nhiều cái điều mà trước giờ chị chưa có nói cho khán giả nghe. Và em tin là những ai mà đã yêu thương chị Ngọc rồi thì sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ con đường phía trước của chị. Chúc cho chị Thanh Ngọc sẽ luôn luôn đạt được những điều chị mong muốn trong cuộc sống và luôn luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ nha chị. Cảm ơn em yêu của chị. Và chắc là khép lại Hòa Âm Cảm Xúc ngày hôm nay thì chị Ngọc cũng sẽ có một món quà dành tặng cho quý vị khán giả đúng không chị?
Ngọc cũng muốn chia sẻ một chút xíu luôn là bài hát này, khi mà nghe cái bài Năm Tháng Ấy Mình Đã Buông Tay với cái giai điệu nó êm đềm như vậy thì mình cảm thấy mình rất là thích, và mình muốn mang cái sự yên bình đó đến cho khán giả của mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng động với ca sĩ Thanh Ngọc trong ca khúc Năm Tháng Ấy Mình Đã Buông Tay. Hy vọng rằng với giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Thanh Ngọc vừa rồi đã mang lại những giây phút rất là yên bình cho quý vị ở những giây phút cuối cùng của chương trình Hòa Âm Cảm Xúc ngày hôm nay. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 20:45 tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty NT House thực hiện. Đến đây chương trình xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo của chương trình Hòa âm cảm xúc. Xin chào tạm biệt.